Truyền thông Trung Quốc ngả mũ, Việt Nam quá khôn khéo trên Biển Đông, Philippines chỉ có sách dép. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Sugar. Các bạn thân mến, trong bối cảnh khu vực Biển Đông hiện nay, mối quan hệ giữa quốc gia ven biển và cách họ xử lý các tranh chấp chủ quyền đang trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Điển hình như Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có những tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, cách thức họ điều chỉnh chính sách đối ngoại và chiến lược quan hệ quốc tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Việt Nam thể hiện sự khôn khéo, linh hoạt với lối ngoại giao cây tre ấn tượng, thì Philippines lại bị đánh giá kém khôn khéo trong việc xử lý những vấn đề phức tạp này. Như mới đây, truyền thông xứ Trung đã lên một bài viết phân trần về những đối nghịch trong cách xử lý những bất đồng gay gắt trên Biển Đông của hai quốc gia. Nào hãy cùng mình khám phá xem truyền thông xứ Trung đã bình luận những gì nhé! Các bạn cũng biết đấy, Biển Đông là một khu vực chiến lược quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt an ninh quốc phòng. Khu vực này không chỉ là một tuyến đường hàng hải quan trọng mà còn chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt. Chính vì vậy, Biển Đông đã trở thành điểm nóng trong các tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia ven biển bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Bởi những đặc quyền kinh tế rất lớn nên siêu cường Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực này qua đường lưỡi bò. Một yêu sách mà nhiều quốc gia khác không công nhận. Những nước đi này của Trung Quốc buộc các quốc gia láng giềng yếu thế hơn phải giải một bài toán nan giải là làm sao vẫn khẳng định chủ quyền quốc gia, nhưng mặt khác vẫn phải đảm bảo hòa khí ngoại giao. Và đương nhiên, Việt Nam là ứng cử viên khôn khéo trong việc xử lý các mối quan hệ quốc tế và vấn đề Biển Đông qua một số động thái chiến lược. Sự kiện được bàn tán nhiều nhất trong những ngày vừa qua là việc Tổng Bí thư Tô Lâm công du tới Trung Quốc ngay khi vừa nhậm chức được ít hôm. Được biết, đây cũng là chuyến đi hợp tác song phương đầu tiên của ông từ khi tiếp nhận ghế nóng. Qua đó, Việt Nam được cho rằng đã có những động thái đầu tiên trong chiến lược mở rộng đường dây nóng hải quân với Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 4, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận mở đường dây nóng hải quân. Thỏa thuận này là một bước quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột trên biển và tăng cường lòng tin giữa quân đội hai nước. Việc thiết lập một kênh liên lạc chính thức có thể giúp giải quyết các sự cố bất ngờ và tránh những tình huống có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Đây là một động thái khôn khéo của Việt Nam vì nó cho thấy sự sẵn sàng đối thoại và giảm căng thẳng, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong một khu vực đầy biến động. Thứ hai, Việt Nam khôn khéo duy trì mối quan hệ hòa bình với anh bạn láng giềng. Việt Nam đã thể hiện sự khôn khéo trong việc duy trì mối quan hệ hòa bình với Trung Quốc, mặc dù giữa hai nước vẫn tồn tại các tranh chấp chủ quyền. Thay vì chọn con đường đối đầu, Việt Nam đã ưu tiên đối thoại và hợp tác. Điều này được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4. Khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tình hữu nghị với Trung Quốc, Việt Nam đã tránh xa các hành động khiêu khích và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ ổn định và hòa bình. Việc thiết lập đường dây nóng hải quân giữa hai quốc gia không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ xung đột mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Chính sách này không chỉ giúp Việt Nam duy trì mối quan hệ tích cực với các quốc gia khác trong khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và bảo vệ lợi ích quốc gia. Hơn nữa, Việt Nam đã khéo léo trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp với các cường quốc khác mà không làm mâu thuẫn với Trung Quốc. Sự cân bằng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam chứng minh sự thông minh và khả năng quản lý mối quan hệ quốc tế một cách hiệu quả. Còn về phía Philippines, trong khi cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cường quốc như Hoa Kỳ và Nhật Bản, có thể đang thiếu sự cân nhắc trong việc đối thoại và hợp tác với Trung Quốc. Những nỗ lực của Philippines trong việc khiêu khích Trung Quốc và kêu gọi sự can thiệp của bên ngoài có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra môi trường bất ổn trong khu vực. Thứ ba, Việt Nam học hỏi từ lịch sử. Việt Nam đã học hỏi từ các bài học lịch sử và rút ra những kinh nghiệm quý giá từ các cuộc xung đột trong quá khứ. Các bài học từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và các xung đột khác đã giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về cách duy trì quan hệ hòa bình và tránh những hoạt động khiêu khích không cần thiết. Điều này cho thấy sự khôn khéo trong việc điều chỉnh chiến lược đối ngoại và lựa chọn con đường hợp tác hơn là đối đầu. Bên cạnh đó, một số phân tích cho rằng Philippines đang lặp lại các sai lầm trong quá khứ của Việt Nam, đặc biệt là việc khiêu khích Trung Quốc mà không có sự chuẩn bị tốt. Việc quay lưng lại với Trung Quốc và theo đuổi chính sách đối đầu có thể dẫn đến những rủi ro không cần thiết và nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và xung đột trong khu vực. Thứ tư, luôn đề cao, cân bằng các mối quan hệ quốc tế. Việt Nam đã chứng tỏ khả năng xây dựng,
và duy trì các kênh đối thoại hiệu quả với Trung Quốc. Việc thiết lập đường dây nóng hải quân không chỉ là một bước đi khôn khéo trong việc giảm thiểu rủi ro xung đột, mà còn cho thấy sự cam kết của Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Chính sách này cũng giúp Việt Nam duy trì quan hệ tích cực với các nước khác trong khu vực, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và bảo vệ lợi ích quốc gia. Việt Nam cũng đã thể hiện sự khôn khéo trong việc duy trì quan hệ với các cường quốc khác mà không gây mâu thuẫn với Trung Quốc. Sự cân bằng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam cho thấy sự thông minh và khả năng quản lý mối quan hệ quốc tế một cách hiệu quả. Ngược lại, Philippines luôn cố gắng khiêu khích Trung Quốc. Tổng thống Philippines Marcos Jr. gần đây đã phải đối mặt với tình hình căng thẳng liên quan đến Biển Đông. Việc ông Marcos Jr. tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và Nhật Bản và tuyên bố rằng tình hình Biển Đông sẽ thay đổi đáng kể với sự hỗ trợ này có thể được xem là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến nhiều phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực. Trong khi đó, Philippines đã cố gắng thuyết phục Việt Nam gia nhập vào phe của mình trong việc chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã không đồng ý với các đề xuất của ông Marcos và không sẵn sàng hợp tác trong việc đối đầu với Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng Philippines không thể xây dựng một liên minh mạnh mẽ trong khu vực và thiếu sự hỗ trợ quan trọng từ các quốc gia đồng minh. Tóm lại, có thể thấy Việt Nam khôn khéo hơn Philippines trong việc áp dụng những chính sách đối ngoại, ngoại giao về việc xử lý các vấn đề liên quan đến Biển Đông và quan hệ quốc tế. Việt Nam có vẻ như đã đánh giá tình hình một cách chính xác và có động thái điều chỉnh phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Philippines có thể đang thiếu sự đánh giá chính xác về tình hình và có nguy cơ gây ra các phản ứng không mong muốn từ Trung Quốc. Như các bạn đã biết, Trung Quốc với biệt danh là Rồng Vàng đã chứng tỏ sự phát triển vượt bậc và sự thống trị trong nhiều lĩnh vực công nghệ cốt lõi. Cùng với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc đã khiến quốc gia này nhanh chóng đạt được độc tôn và bá chủ, tận dụng triệt để những lợi thế của mình để gây áp lực lên các nước yếu thế hơn. Đặc biệt, với sức mạnh của mình, Trung Quốc đã mở rộng các yêu sách trên Biển Đông, mặc dù những yêu sách hết sức phi lý và không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, các nước láng giềng trong đó có Việt Nam vẫn phải cẩn trọng trong cách đối phó. Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực không thể trực tiếp đối đầu hoặc phản ứng một cách gay gắt, để tránh làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng xấu đến hòa bình và ổn định của khu vực. Bởi lẽ đó, không lấy trứng chọi đá, Việt Nam đã thể hiện sự khôn khéo trong việc xử lý tranh chấp Biển Đông và duy trì quan hệ hòa bình với Trung Quốc. Ưu tiên đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu để giải quyết các tranh chấp chủ quyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị trong các chuyến thăm quốc tế và duy trì mối quan hệ tích cực với các cường quốc khác mà không làm mâu thuẫn với Trung Quốc, từ đó bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Vậy thì theo bạn, lối hành xử của Việt Nam hay là Philippines sẽ phù hợp hơn trong thời thế hiện tại? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.